sân khấu rồi. Thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng lấy gì đáp nghĩa trả ơn trong cha nghĩa mẹ, xóm thôn vẹn tình. Và tôi xin thay mặt gia đình gửi tới quý vị nghĩa tình đậm sâu. Nào chú rể kìa cô dâu ngập ngừng tay bắt và có đôi câu kính chào. Và ngay sau đây, cho phép tôi xin được trân trọng kính mời chú rể cô dâu cùng với đại gia đình của mình sẽ cúi chào toàn thể quý vị kính quý đã có mặt đông đủ trong ngày đại lễ hôm nay. Xin mời. Vỗ tay thật lớn quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, thưa quý vị, thật đúng là hôm nay trời nhẹ mây cao, ở đâu có cuộc vui nào vui hơn, khí tiết trong sắc trời hồng, ở đây có cuộc tân hôn nồng nàn. Thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, như chúng ta đều biết rằng trong một năm thì có bốn mùa xuân hạ thu đông. Một năm được bắt đầu từ một mùa xuân và tình yêu được bắt đầu từ tuổi trẻ. Nếu như mùa xuân đã mang lại cho mọi sinh linh vạn vật thì tuổi trẻ cũng mang lại cho chúng ta tình yêu, hạnh phúc và lứa đôi. Tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta một trái tim, nhưng chỉ có một nửa trái tim yêu thương, còn một nửa yêu thương chúng ta phải đi tìm nơi trái tim còn lại. Thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, chàng trai tài hoa Thế Dũng cùng với cô dâu xinh đẹp Minh Hằng, họ đã quen biết nhau trên con đường học tập công tác, để rồi họ thân nhau, họ quen nhau và họ yêu nhau. Cuối cùng họ nguyện cùng nhau chung sức chung lòng với mong muốn tìm cho mình những hạt giống trong tương lai, với hy vọng rằng những hạt giống đó sẽ được nảy mầm vào Tết đến xuân về. Thưa quý vị, thật đúng là ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau. Tình yêu được bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai được bắt đầu từ ngày hôm nay. Thưa quý vị, cho phép tôi sẽ được tuyên bố chương trình tổ chức lễ thành hôn xin phép được bắt đầu. Quý vị thân mến, chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, thưa quý vị, con là ánh sáng của cha, là vàng là bạc của cả nhà con ơi. Ngày vui con đã đến rồi, mà hôm nay hai họ cũng có đôi lời tâm tư. Thưa quý vị khách quý thân mến, ngay sau đây cho phép tôi sẽ được trân trọng kính mời và giới thiệu đến sân khấu, đó chính là hai bác đại diện trưởng đoàn, đại diện cho hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái chúng ta cùng bước lên sân khấu. Chúng tôi trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn, xin mời. Quý vị vỗ tay thật lớn để chào đón hai bác trưởng đoàn chúng ta. Bác trưởng đoàn họ nhà trai sẽ đứng về phía nhà trai, bác trưởng đoàn họ nhà gái sẽ đứng về phía nhà gái, xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, trong giờ phút thiêng liêng, trong giờ phút thăng hoa, trong giờ phút hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất, trước sự chứng kiến đông đủ của toàn thể các cụ ông, các cụ bà cũng như toàn thể quý vị ngày hôm nay, thì ngay sau đây chúng ta cùng đến với lời phát biểu chân tình của vị đại diện trưởng đoàn bên họ nhà gái, sẽ có đôi lời phát biểu và trao dâu trước sự chứng kiến đông đủ của các cụ ông, các cụ bà, toàn thể quý vị khách quý có mặt đông đủ trong ngày đại lễ hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, các bác, các anh, các chị, kính thưa bạn bè của như vậy hai cháu Minh Hằng và Thế Dũng, hôm nay được ngày lành tháng tốt, giờ đẹp, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Minh Hằng và Thế Dũng. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho họ nhà gái xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến họ nhà trai cũng như các quý khách gần xa đã tham dự buổi lễ hôm nay. Kính thưa toàn thể hội hôn, tình bạn, tình yêu, hạnh phúc và gia đình, đó là quy luật của cuộc sống. Minh Hằng và Thế Dũng, hai cháu học tập, công tác và quá trình tìm hiểu, yêu nhau, trải qua những cung bậc của tình yêu, các cháu đã được nên vợ, nên chồng, được gia đình của nội, ngoại, của như vậy, gia đình ông Thành, bà Hằng và ông Hùng, bà Hoa, nhất trí cũng như chính quyền của như vậy địa phương đã hoàn toàn nhất trí cho phép. Hôm nay rất là ngày rất là đẹp, với không khí, thời tiết phải nói là rất là phù hợp với như tổ chức nghi lễ ngày hôm nay. Do vậy cho nên tôi thấy rằng là trong cái buổi lễ hôm nay, họ nhà gái chúng tôi rất phấn khởi được gia đình họ nhà trai tiếp đón rất là nồng hậu, và rất là cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của họ nhà trai. Kính thưa hội hôn, trong quá trình tìm hiểu cũng như là đi đến là hôn nhân,
thì gia đình họ nhà gái chúng tôi hôm nay đưa cháu Minh Hằng về làm dâu của gia đình ông Thành và bà Hằng. Xin được trân trọng kính chúc toàn thể hội hôn lời chúc sức khỏe, cũng như xin được chúc cho hai gia đình mãi mãi đẹp tình, thông gia viễn mãn và hữu hảo. Chúc cho hai cháu được hạnh phúc trăm năm, bạc đầu nghĩa phu thê, tình viễn mãn. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể hội hôn và xin toàn kính chúc toàn thể hội hôn lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn tới lời phát biểu chân tình của vị đại diện trưởng đoàn bên họ nhà gái trong ngày vui hôm nay. Thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, những lời căn dặn, những lời dặn dò rất tuyệt vời cho chú rể và cô dâu. Thưa quý vị, có thể nói rằng đôi bạn trẻ của chúng ta tuy rằng là học rộng hiểu nhiều nhưng mà đủ điều thì chưa hết. Do vậy rất mong sự quan tâm giúp đỡ của các cụ, các ông, các bà cũng như toàn thể hai gia đình bọn họ quan tâm hơn nữa để cho đôi bạn trẻ chúng ta được cả trăm năm hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tới lời phát biểu chân tình của vị đại diện trưởng đoàn họ nhà gái rất nhiều. Và quý vị không quên hãy dành cho vị đại diện trưởng đoàn họ nhà gái một tràng pháo tay thật đầy nhiệt nữa quý vị. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và thưa quý vị, và ngay sau đây cho phép tôi xin được trân trọng kính mời vị đại diện trưởng đoàn bên họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quan viên này họ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, tôi xin phép tay họ mặt họ nhà trai xin gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị khách quý, các anh, các chị cùng toàn thể bạn bè, nam nữ đã dành tình cảm, thời gian và quý báu đến chúc phúc, chúc mừng, hạnh phúc cho hai cháu và đến dự buổi lễ thành hôn ngày hôm nay của hai cháu gia đình chúng tôi. Gia đình họ nhà trai chúng tôi cũng rất vui mừng, phấn khởi và hạnh phúc khi đón được cháu Minh Hằng về làm dâu, làm con trong gia đình họ nhà trai chúng tôi. Qua lời phát biểu cũng như dặn dò căn dặn chúc phúc của vị đại diện gia đình họ nhà gái, gia đình họ nhà trai chúng tôi cũng xin hứa rằng sẽ dành tình yêu thương và trách nhiệm nhất đối với hai cháu để cho hai cháu xây dựng hạnh phúc trăm năm thuận hòa êm ấm. Và cũng qua đây cũng xin cậy nhờ tới các ông, các bà, cô dì, chú bác bên họ nhà gái tiếp tục chỉ bảo thêm cho cháu Dũng là chàng trai mới trong cuộc sống sau này sẽ có những cái không hay, không phải, thì mong các cụ chỉ bảo thêm cho các cháu để các cháu luôn luôn là rau hiền, dễ thảo của hai họ chúng ta. Và sau đây thay mặt họ nhà trai xin trân trọng kính mời các cụ, con, các bà cùng toàn thể quý vị khách quý chúng ta cùng nâng ly để chúc phúc cho các cháu, chúc mừng hạnh phúc cho các cháu. Bác xin chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin được chân thành cảm ơn tới lời phát biểu chân tình của vị đại diện trưởng đoàn bên họ nhà trai chúng ta trong ngày hôm nay. Và thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe hai vị đại diện trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái chúng ta vừa có đôi lời phát biểu trên sân khấu chúng tôi. Thưa quý vị, ngay sau đây cho phép tôi xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình cùng bước lên sân khấu và bắt tay nhau trên sân khấu. Xin mời hai bác trưởng đoàn ạ, những nhà nhiếp ảnh gia, những nhà quay phim ạ. Quý vị vỗ tay thật lớn lên cảm ơn tới hai bác trưởng đoàn chúng ta. Vâng, rất tuyệt vời. Thưa quý vị, có thể nói rằng thật đúng là nhờ ơn có bác giúp lời, chị em giúp của ông trời định đôi, để rồi ngày hôm nay đôi bạn trẻ chúng ta mới nên vợ nên chồng. Một lần nữa xin cảm ơn tới hai vị trưởng đoàn rất là nhiều. Và thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn hai ông. Và ngay sau đây xin mời hai bác trưởng đoàn cùng trở về vị trí an toàn của mình ạ. Xin mời ạ, xin mời. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các bà cũng như toàn thể quý vị khách quý thân mến, trong giờ phút thiêng liêng, trong giờ phút thăng hoa, trong giờ phút hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất của đôi bạn trẻ được diễn ra trên sân khấu tôi, thì tiếp tục sau đây chúng ta cùng tiếp tục hướng
đứng bên sân khấu chúng tôi. Xin trân trọng kính mời các bạn trẻ cùng tiến lên sân khấu một bước. Xin mời hai em cùng bước lên một bước nào. Rồi, thưa quý vị, giờ phút thiêng liêng, giờ phút thăng hoa, đôi bạn trẻ chúng ta sẽ trao nhẫn cưới cho nhau nhân ngày trọng đại này. Và cô dâu sẽ để tạm bó hoa trên bàn nào. À, đây đây, sẽ xuống cô dâu. Và trước tiên là xin mời cô dâu sẽ quay sang bên phải là 35 độ 7. Chú rể quay sang bên trái là 37 độ 5. Rồi, hai bạn quay mặt vào nhau nào. Rồi, hai bạn sẽ trao nhẫn cưới cho nhau nhân ngày hạnh phúc trăm năm. Những nhà quay phim, những nhà chụp ảnh, quý vị ơi, vỗ tay thật lớn để chúc mừng nào. Thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, có thể nói rằng làm trai mà lấy được vợ hiền như cầm đồng tiền mua được của ngon, phận gái mà lấy được chồng khôn như bằng cá vượt vũ môn hóa rồng. Một lần nữa xin được chúc phúc cho bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa vỗ tay thật lớn để chúc mừng thưa quý vị. Rất tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều đã dành những tràng pháo tay thật lạnh nhiệt cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, rồi những nhiếp ảnh gia nào sẽ lưu lại tâm hình thật đẹp nhất cho chú rể cô dâu nào. Rồi hai bạn sẽ cùng giơ tay nào để cho nhiếp ảnh gia chúng tôi nào. Và xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị khách quý thân mến, và tiếp sau đây cho phép tôi xin được trân trọng kính mời thân sinh phụ mẫu của chú rể Thiên Dũng sẽ có món quà kể vật để tặng cho hai con nhân ngày hạnh phúc trăm năm. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, bố sẽ tặng cho con trai của mình, còn mẹ sẽ tặng cho con dâu. Và xin tặng trân trọng kính mời. Rồi, trước tiên là xin mời ngày mẹ nào. Thưa quý vị khách quý thân mến, vâng, trên sân khấu chúng tôi, thưa quý vị, thân sinh phụ mẫu của chú rể cô dâu đã có mặt đông đủ trên sân khấu tôi, và chúng ta đang chứng kiến đó chính là người mẹ, vâng, người mẹ của chú rể và món quà kẻ vật để tặng cho con dâu của mình trước sự chứng kiến đông đủ của toàn thể các cụ, các bà, quý vị khách quý ngày hôm nay. Vâng, tiếp theo là xin được trân trọng kính mời người cha, và người cha sẽ tặng quà cho đó chính là con trai của mình ạ. Thưa quý vị khách quý thân mến, vâng, có cô dâu có nói với chú rể rằng mẹ đâu là mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đó thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi mà em ơn mẹ suốt đời không xong. Ngày xưa má mẹ cũng hồng, nuôi anh mẹ đẻ trong từng cơn đau. Bây giờ tóc mẹ ngả màu, mẹ sinh anh để bây giờ cho em. Thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, vâng, một lần nữa quý vị ơi, vỗ tay thật lớn để chúc mừng nào, xin mời. Và cả những tấm hình thật đẹp nhất được ghi lại trên sân khấu chúng tôi. Vâng, đại gia đình cười tươi nào, đại gia đình cười tươi ạ. Vâng, thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, như vậy là chúng ta, thưa quý vị, chúng ta vừa chứng kiến đó chính là thân sinh phụ mẫu của chú rể và món quà kể vật để tặng cho hai con nhân ngày hạnh phúc trăm năm. Thưa quý vị, và để tỏ lòng tri ân ngày hôm nay, cũng cho phép tôi, thưa quý vị, vâng, gia đình nhà họ nhà trai, đặc biệt là thân sinh phụ mẫu của chú rể, và bên cạnh đó là chú rể và cô dâu, có bó hoa tươi thắm để có lời tri ân tới ông bà. À, thưa quý vị khách quý thân mến, cho phép tôi xin được trân trọng kính mời, đó chính là ông bà, vâng, ông bà ngoại. Xin được trân trọng kính mời ông bà ngoại lên sân khấu á. Xin được trân trọng kính mời để cho chú rể cô dâu cầu bó hoa để tặng và cảm ơn thay cho lời tri ân tới ông bà ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông bà lên sân khấu, xin mời. Xin được trân trọng kính mời ông bà ngoại. Sau khi ông bà ngoại xong thì cho phép tôi xin được trân trọng kính mời bà nội sẽ chuẩn bị lên sân khấu để tiếp tục nhận bó hoa. Vâng, bà nội cô dâu ạ, xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông bà lên sân khấu. Và những hình ảnh thật đẹp nhất chúng ta sẽ lưu lại trên sân khấu chúng tôi ạ. Và xin mời lễ tân nào, lễ tân sẽ có bó hoa nào. Xin mời lễ tân ạ. Xin mời chú rể nào, và chú rể tặng cho bà và cô dâu là tặng cho ông ạ. Rồi. Từng ngày một đúng không ạ? Sẽ lưu lại những tấm hình thật đẹp nhất.
Rồi, thưa quý vị. Và quý vị vỗ tay thật lớn để chúc mừng nào, xin mời. Rất tuyệt vời, xin ra đỡ lời cho chú rể Phương Dâu. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn ông bà rất nhiều và chúc cho ông bà luôn luôn mạnh khỏe. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và ngay sau đây thì xin mời ông bà nắn lại sân khấu để có những tấm hình kỷ niệm thật đẹp cho đại gia đình ngày hôm nay. Nào, xin mời những nhiếp ảnh gia, chúng ta sẽ lưu lại những tấm hình thật đẹp nào cho ông bà nào. Vâng, đại gia đình cười tươi ạ, đại gia đình cười tươi lên nào, xin mời. Vâng, thưa quý vị, những tình cảm thật đẹp và của chú rể cô dâu theo nhân lời tri ân. Xin cảm ơn ông bà rất nhiều ạ, và xin mời ông bà trở về vị trí an toàn. Vâng ạ, xin cảm ơn ông bà. Vâng, và tiếp theo xin được trân trọng kính mời bà nội của cô dâu lên sân khấu nào, xin mời ạ. Vâng. À, thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến những khoảnh khắc, những tình cảm cao đẹp, tuyệt vời nhất của đại gia đình được diễn ra trong ngày đại lễ hôm nay. À, thưa quý vị, đang di chuyển đến sân khấu tôi chính là bà nội của cô dâu. Vâng, xin được trân trọng kính mời bà nội sẽ tiến vào giữa sân khấu chúng tôi ạ. Xin được trân trọng kính mời bà. Vâng, xin mời đôi bạn trẻ nào. Thăm hoa cho bà rồi. Chúc cho bà luôn luôn mạnh khỏe. Và một lần nữa quý vị vỗ tay thật lớn để chúc mừng nào, xin mời. Vâng, xin được đỡ lời cho chú rể cô dâu ạ. Xin cảm ơn bà rất nhiều. Rồi, xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bà nội rất nhiều. Xin mời bà nội trở về vị trí an toàn. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, khách quý thân mến, những tình cảm cao đẹp được diễn ra trong ngày đại lễ hôm nay. Sau khi ông bà ngoại của chú rể cùng với bà nội của cô dâu di chuyển xuống sân khấu rồi, thì tiếp sau đây ạ, xin được trân trọng kính mời rồi quay trở lại sân khấu, xin mời chú rể nào. Vâng, tiếp theo, thưa quý vị, hai bó hoa tiếp theo chúng tôi đó chính là thay cho lời tri ân, chú rể cô dâu sẽ tặng cho bố mẹ hai bên. Vâng, chú rể sẽ nâng bó hoa để cảm ơn tới bố mẹ của cô dâu, và cô dâu sẽ nâng bó hoa để cảm ơn tới bố mẹ của chú rể nào, xin mời ạ. Vâng, bó hoa tươi thắm của chúng con được dâng lên để kính tặng cho bố mẹ hai bên. Chúc cho bố mẹ hai bên luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và quan tâm nhiều hơn nữa cho cuộc sống hạnh phúc của chúng con. Thưa quý vị, những tình cảm thật đẹp được diễn ra trên sân khấu tôi, và quý vị vỗ thật lớn để chúc mừng nào, xin mời. Vâng, xin mời bố mẹ nhận cái tình cảm của chúng con ạ. Xin cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Vâng, chúc cho bố mẹ hai bên luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp tục những tấm hình thật đẹp nhất để diễn ra trên sân khấu chúng tôi. Rồi, đại gia đình cười tươi nha. Đại gia đình cười tươi nào. À, thưa quý vị, liên tục những món quà vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay. Và tiếp theo cho phép tôi xin được trân trọng kính mời những vị khách quý, những người bạn, những người anh chị tiếp tục có món quà để tặng cho chú rể cô dâu ạ. Vâng, thế này món quà được tặng vào ạ. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Và trước toàn thể quý vị khách quý thân mến, như vậy là những món quà vô cùng ý nghĩa đã tặng cho đại gia đình trên sân khấu rồi. Và tiếp sau đây chúng tôi sẽ đến với những cái phần lễ tiếp theo chân của tôi ạ. Vâng, thưa quý vị, thì ngay sau đây cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời chú rể cô dâu sẽ cùng tiến lên sân khấu sang bên trái chúng tôi để cùng tay trong tay để cùng rót rượu tràn ly nào, xin mời hai em nào. Rồi, cô dâu sẽ để tạm bó hoa xuống bên cạnh đã. Rồi, xin mời chú rể Thế Dũng nào, xin mời em khui chai rượu trong anh nào. Thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, ở phía dưới hậu trường thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng rót những chén rượu đào ra để lát nữa chúng ta chuẩn bị cùng nâng ly để chúc phúc cho đoàn trẻ trong ngày đại lễ hôm nay. Nào, xin mời chú rể mở chén rượu nào. Chú rể khui chai rượu nào. Rồi, chú rể bật lắc mạnh lên nào. Ngón tay cái giữ vào mắt trai đi ạ. Đúng rồi. Được rồi, mở đi ạ. Xin mời chú rể mở nào.
rất hồi hộp thưa quý vị. Có lẽ sắp được rồi ạ. Wow, rất tuyệt vời. Nào, tay trái của chú rể ôm vào eo vợ mình, tay trái ôm vào eo vợ mình, đúng rồi. Hai mái đầu chung chung vào nhau. Được rồi, nào xin mời hai bạn cùng rót vào thắc rượu của chúng tôi nào. Quý vị vỗ tay thật lớn để chúc mừng nào. Tổng thể quý vị khách quý thân mến, chú rể có nói với cô dâu rằng: em ơi, đã yêu nhau thì yêu như lửa đốt, cây cảnh nào cũng phải cháy thành tro. Đã yêu nhau thì yêu như rượu bốc, trên có trời, dưới có đất, giữa có hai ta. Đã yêu nhau thì yêu như ông bà, tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lội, ập tục đèo cũng qua. Và thưa quý vị, tình cảm tuyệt vời nhất của chú rể cô dâu. Như vậy chai rượu đầu tiên đã được rót xong rồi, tiếp tục xin mời chú rể mở chai rượu thứ hai nào. Xin mời nào. Vâng, chú rể cô dâu sẽ rót một nửa chai vào tháp, còn làm nửa thì xin mời chú rể rót vào những chiếc ly mà chúng tôi chuẩn bị sẵn ở trên bàn rồi. Rồi, rất hồi hộp thưa quý vị. Rồi, xin mời chú rể mở nào. Quý vị vỗ tay thật lớn cho chú rể nào. Vỗ tay thật lớn nào. Cố lên, cố lên, rồi. Rồi, tay trái ôm vào eo vợ mình tiếp tục nào, để những hình ảnh thật đẹp nhất được lưu lại ngày hôm nay. Hai bạn cười thật tươi ạ. Rót lên ly đầu tiên đi ạ. Rồi, xin mời hai bạn rót vào 6 ly mà chúng tôi chuẩn bị sẵn ở trên bàn rồi. Thưa toàn thể quý vị, khách quý thân mến, ở phía dưới chúng ta rót rượu chưa? Vâng, xin mời toàn thể ở hội trường chúng ta cùng rót rượu ra để lát nữa chúng ta cùng nâng ly để chúc phúc cho các bạn trẻ trong năm hạnh phúc ạ. Rồi, sau khi rót rượu xong rồi thì trước tiên xin mời chú rể sẽ nâng hai ly rượu để cảm ơn tới thân sinh phụ mẫu của cô dâu, và cô dâu sẽ nâng hai ly rượu để cảm ơn tới thân sinh phụ mẫu của chú rể. Nào, xin mời hai em nào. Được rồi, xin mời chú rể nào. Ly rượu này chúng con được kính dâng lên bố mẹ hai bên. Vâng, mong bố mẹ nhận cho những tình cảm của chúng con ạ, và chúc cho bố mẹ hai bên luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và bây giờ xin mời hai em lấy hai ly rượu của mình nào. Rồi, xin mời đôi bạn trẻ đứng vào vị trí trang trọng nhất chính giữa sân khấu chúng tôi nào. Rồi, chú rể cô dâu nào đứng vào chính giữa sân khấu chúng tôi. Được rồi, trước tiên xin mời đôi bạn trẻ sẽ uống rượu ra môi nào. Nào, hai bạn quay mặt vào nhau. Chụp ảnh nhé, chờ một chút em ơi, để cho rồi. MC điều hành nào. Rồi, xin mời chú rể cô dâu nào quay mặt vào nhau để uống rượu ra môi nào. Đầu tiên xin mời hai bạn khoác tay chéo nhau để uống rượu ra vào. Xin mời hai bạn nào. Quý vị ơi, vỗ tay thật lớn để chúc mừng nào. Xin mời. Vâng, thưa quý vị, chúc cho chú rể và cô dâu trăm năm tình viên mãn, bạc đồng nghĩa phu thê. Và bây giờ xin mời hai em lùi về vị trí ban đầu của mình nào. Lùi về vị trí ban đầu. Và bây giờ xin mời chú rể cô dâu cùng với đại gia đình cùng cụm ly nào. Đại gia đình cùng cụm ly nào. Xin mời. Rồi, gia đình tham gia cùng cụm ly. Sau khi cuộc đi xong rồi, xin mời đây lùi về vị trí ban đầu của mình. Và bây giờ, thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, xin phép toàn thể các cụ, con các bà từ già tới trẻ đã có mặt đông đủ trong ngày đại lễ hôm nay. Quý vị ơi, nào, chúng ta hãy cùng nhau đứng dậy trong khán phòng ngày hôm nay được không ạ? Nào, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nào. Thưa quý vị, chúng ta hãy nâng ly rượu trên tay của mình nào. Quý vị cùng nhau đứng dậy trong khán phòng này nào. Chúng mình, chúng ta lưu lại tất cả tâm hình thật đẹp nhất trong đại lễ hôm nay nào. Rồi, quý vị ơi, chúng ta cùng nhau đứng dậy chưa? Trên tay chúng ta cùng nâng ly rượu chưa? Rồi, chúng ta chuẩn bị nào. Sau khi ban tổ chức hô 1, 2, 3 thì toàn bộ ở phía bên dưới chúng ta cùng vang lên chúc mừng hạnh phúc, được không quý vị? Rồi, chúng ta sẵn sàng chưa? Rồi, chuẩn bị nào. 1, 2, 3 chúc mừng. Xin cảm ơn quý rất nhiều. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Xin mời toàn thể quý vị cùng an toàn. Và bây giờ thì quý vị khách quý thân mến, ngay sau đây trong các tôi xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ cùng đại gia đình của mình sẽ di chuyển xuống phía bên dưới để đi bày rượu tới toàn thể các cụ, các bà cũng như toàn thể quý vị ngày hôm nay. Bố mẹ đi trước nào, hai đôi bạn trẻ đi giữa nào. Đôi bạn trẻ đi giữa nào. Rồi, tiếp tục xin mời ông bà tham gia nào. Rồi, xin mời bố mẹ của cô dâu nào. Những nhiếp ảnh gia của chúng ta sẽ lưu lại những hình ảnh thật đẹp nhất cho đại gia đình trong buổi lễ hôm nay. Thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, xin được trân trọng kính mời toàn thể các cụ, công các bà chúng ta cùng nâng ly một lần nữa
để cho chú rể cô dâu đại gia đình để bày tỏ lòng tri ân, cảm ơn tới toàn thể quý vị đã có mặt đông đủ trong ngày đại lễ hôm nay. Thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, như vậy vừa rồi chúng ta vừa chứng kiến cái phần lễ rất là long trọng được diễn ra trên sân khấu chúng tôi trước sự chứng kiến của toàn thể các cụ ông, các cụ bà cũng như toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay. Một lễ xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, phần lễ xong rồi thì ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần hồi, đó là một ca khúc rất là nhẹ nhàng, rất là du dương và rất là tình cảm qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Liên sẽ gửi tới quý vị trong ngày đại lễ hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với một ca khúc được mang tên Hoa của núi qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Liên. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.